nhì đồ tỳ giam pê tham mang sa ra nang ga cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi pháp lần thứ nhì đồ tỳ giam pê sang khang sa ra nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ nhì ta tỳ giam pê po ta hang sa ra nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi phật lần thứ ba ta tỳ giam pê tham mang sa ra nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi pháp lần thứ ba ta tỳ giam pê sang khang sa ra nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ ba Bố thăng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật tham măng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp sang khăng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lu ti dâm bi bố thăng sa ra năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì Đủ ti dâm bi thăm măng sa đa năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì Đủ ti dâm bi sang khăng sa đa năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì Ta ti dâm bi bút thăng sa đa năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba Ta ti dâm bi thăm măng sa đa năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba Ta ti dâm bi thăng khăng sa đa năng ca cha mi con đem lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba Tế xa ra na ca ha năng pa re pon năng phép vi tam bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. A ma phật tê và xin vâng Panatipata veramane sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự sát sanh. Adinnadana veramane sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kamesomechacharaveramani sikkhapadang Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự tà hạnh. Musavadaveramani sikkhapadang Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự nói dối. Chora-me-ra-ya-ma-cha-pa-ma-da-tha-na-ve-ra-ma-ni-sikha-ba-đang-sa-ma-di-ya-mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ba-na-ti-pa-ta-we-ra-ma-ni-sikha-ba-đang-sa-ma-di-ya-mi. Con xin vâng giữ đều học là cõi tánh xa sự sát sanh aninada veramani sikha ba đằng sa ma di ya mi con xin vâng giữ đều học là cõi tánh xa sự trộm cắp kame sumicha chara veramani sikha ba đằng sa ma di ya mi con xin vâng giữ đều học là cõi tánh xa sự tà dâm Musa-wada-we-ra-ma-ni-sikha-ba-đăng-sa-ma-di-ya-mi. Con xin vâng giữ đều học là cõi tánh xa sự nói dối. Kame-ra-ma-cha-ra-ma-da-tha-na-we-ra-ma-ni-sikha-ba-đăng-sa-ma-di-ya-mi. Con xin vâng giữ đều học là cõi tánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pañca sikkhapadani satukaṃ kattvā appamādena na cakkhalaṃ sammāgacchitappaṃ. Chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các văn giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui.
Ma Phần Tê và chúng con xin vâng. Xây lê na su ga tin dân tri các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Xây lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Xây lê na ni po tin dân tri các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta sma si lăng vi so tha dê bởi các cây nên chú quý vị đã thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thu sa thu lần thai uttamang ghe na quan đề hằng ba đa ban sum và ruttamang thế yo kalito do buốt thô kamatu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đảng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng tham manh cha đô vi thăng măng. Sam mê vô kalito đô so tham mô kamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới. Hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khăn cha đô vi thô tamang sang khê vô kalito đô so thăng khô kamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. A ca sa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bù nhăn nô a nụ mô đăng tu tu chi răng sa khăn tu sa sa năng. A ca sa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bù nhăn nô a nụ mô đăng tu chi răng sa khăn tu nô ga ru. A ca sa tha cha bùm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bù nhăn nô a nu mô đăng tu chi đăng sa khăn tu nha ta yo. A ca sa tha cha bùm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bù nhăn nô a nu mô đăng tu chi đăng sa khăn tu pa ni no. A ca sa tha cha bùm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca bù nhăn nô a nu mô đăng tu chi đăng sa khăn tu nô sa đa. Dạ con xin sám hối. Dạ con kính dâng biết lại cho đại đức pháp trang để chúc phúc cho học Phật tử chúng con ạ. Ichi tang ba te tang tam mahang ke pa me va sa me cha to sa pe po re ta sang ka pa chan do pan na ra so ya tha ma ne chom ti ra so ya tha sa pe te yo ve va chan do sa pa ra ra ve na sa to ma te pa va tan ta ra yo so ke de ka yo kom và va phi va đa na se le sa ne cha vo ta pa cha ye no cha ta rom tham ma va than te a yo van no so kang pa lang pa va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa ba de va tam sa pa po tha no pa ve na sa pa tham ma no pa ve na sa pa sang kam nô pha vê na sa đa sa thê pa văn tô tê các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tô kiếp thời đến người cầu xin những sự si xét chân chánh cho được tròn đủ đến người như chăng trong ngày rằm ma bằng chẳng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng.
là ngọc vi bao hoa có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện, tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thay dân kinh chi khu sa la cầm măng ca ta bằng ki đi dân ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta say ni no a thi ye sát ta a say ni no ca tăng bồn nha pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha quanh tu tế về tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bồn nha pha lăng ma ya về cha ta ta tha cha năng ti đề qua gần tòa ni quê đa dùng chấp bề lô khâm hi về sát ta chi quanh ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phu cha năng sắp bề la phật tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh ai biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ấy chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rầy lại đêm hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca khang bởi nhờ thọ thực sang mãn trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng do sự phước báo mà chúng con đã trong làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hàng được an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi trong ngày vị lai và nam mô bút tha giá và con xin kính tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Trước hết con kính dâng cái phần phước này đến cho thượng tọa Trí Đức và chư Pháp Trang và sau đến con xin kính chúc và đạo hữu trong rung được an khang sức khỏe. Dạ con xin nhường mic lại cho chị Nhật Huỳnh, xin chị Nhật mình nhận mic. Ôi chưa lại chưa ôi sao kỳ ta. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính chào chư thiền nam thiền nữ thiền hữu trí thức. Hôm nay ngày đầu tuần, trước khi bước vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tăng Araha Dikuna Sangyutang Buddhang Sirasa Namami Tanja Buddhang Imei
hi sakka re hi apipun yami hồng chánh Phật nhiệm màu ứng cúng chánh biển tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thiện cao dài bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ pháp thân định diệu bậc trưởng phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn giác thế tôn trong đời tăng xoa khai ta đi con ở sang vô tăng thông măng sư là sa nam ma mi tăng chợ thông măng y mê hi sắc ca rê hi a phi phun chế gia mi pháp vi diệu cha lành hiểu dạy lìa chân ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ phát nhiên liễu tường đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát khỏi vọng trần trí nhân từ ngồi giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu tăng sanh kha ta đi quân sanh vô tăng sanh thân sẽ là sa nam ma mi tăng chờ sanh thân nghi mê hi tập ca rê hi a phi cô chế gia mi bậc diệu hành thinh văn thích tử bậc trực hành pháp lữ thiền gia bậc như lý hành căn già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng bất điền thế gian rất tình ác tây giác sắc quan đa mỹ do nhờ quái đức của chư Phật do nhờ quái đức của giáo pháp do nhờ quái đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tam bảo thủy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay sư tâm hương hình như không tâm ha. Khi giới thứ năm á, giới thứ năm sư tâm hương đọc vị bất nhiều quá. Rồi trong cái phần cuối khi mà sám hối xong á thì chư tăng sẽ phúc chúc. Nhưng mà xin tâm phương coi như sám hối tam bảo xong rồi hồi hướng cho bài chư thiên ngự trên hư không. Sau khi để Đức Pháp Trang coi như phúc chúc thì khi đó mới hồi hướng tiếp cho bài coi như phước căn con đã tạo thành ha. Hôm nay xin tâm phương tâm trạng cháu hơi phóng tâm nhiều ha. Rồi cố gắng khắc phục nha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt với một cái đề tài mà quý vị có thể 5 phút hoặc là tối đa 10 phút. 10 phút thì nhiều quá. Thôi 5 phút rưỡi đi. Tối đa 5 phút rưỡi. Quý vị sẽ diễn tả cái câu một cái đề tài mà theo sự hiểu biết của quý vị, chúng tôi sẽ đưa ra đề tài nhìn lên một bài thơ có 4 câu để quý vị thấy. Hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống. Xin lặp lại ha. Hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống. Thêm lần thứ 3 ha. Hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống. Đề tài hôm nay quý vị sẽ tùy theo cái chi kiến của mình, sự hiểu biết về Phật pháp, thì hãy diễn tả trong vòng 5 phút cô đọng, không nói nhiều ha, chỉ trong vòng 5 phút quý vị hãy mô tả, hãy làm cho sáng tỏ cái bài thơ này có ý nghĩa thế nào theo sự hiểu biết về Phật pháp của quý vị. Chưa nhớ hả,
hãy buông đi những gì ta đau, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên cung đường cuộc sống. À, quý vị thấy một câu như vậy có tám từ, có tám từ thì như vậy nó kết hợp thành một bài thơ. Bài thơ này không phải là những câu Phật ngôn mà những cái câu nói thường tình trên thế gian. Chúng ta hiểu nó như thế nào? Đây là một cái sự để quý vị tự diễn tả, tự diễn tả theo sự hiểu biết về Phật pháp của quý vị. Bởi vì chúng ta có nửa tiếng đồng hồ chẳng làm được cái gì hết, thì quý vị hãy nhìn lên trên màn hình và lột trần nó ra, những cái gì nó xung quanh cuộc sống của chúng ta, để chúng ta thấy rằng cái bài thơ này cho chúng ta một bài học, cho chúng ta một sự hiểu biết như thế nào đối với cuộc sống. Alo, quý vị thấy có những cái từ nào mà quý vị thấy nó hơi khó hiểu? Ở đây không có dấu mà chắc là khó hiểu ha. Nhưng mà quý vị cứ giải thích theo sự hiểu biết của mình. Xin Nhật Quỳnh đưa lên nè. Hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên cung đường cuộc sống. Đó, xin Nhật Quỳnh hãy làm sáng tỏ vấn đề ha. Nhưng mà khổ cái quý vị có sáng mắt để thấy hay không? Đây là sáng tỏ vấn đề. Coi không? Sắc quyền nặng hỏi ngã rõ ràng. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu như thế nào về cái bài thơ này? Rồi, bất chước xin Nhật Quỳnh làm cho nó rõ ràng hơn. Rồi, cái gì đây? Sư Kim Nhung nó chưa nhớ. Bây giờ Sư Kim Nhung phải lên phân tích cái câu thơ này rồi sẽ nhớ. Bởi vì sự hiểu biết của mình thế nào thì phân tích theo cái sự hiểu biết đó. Rồi 5 phút. Alo, xin mời Sư Kim Nhung. Mỗi vị hãy chuẩn bị tinh thần lên phân tích câu này. Dạ, alo alo, con mới ngủ dậy nay con lên trễ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh với Thiện Vũ cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn chị biết ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ ngài Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Cha, kính lễ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, về cái bốn câu thơ này ấy, thì con thấy nó rõ ràng quá rồi sư. Trong cuộc sống thì mình phải những cái gì mình đưa mình trong cuộc sống, những cái gì mình cần mà mình đi tìm kiếm thì mình đều khổ hết, thì phải phải buông xả đi thì mình sẽ nhẹ gánh ở trong cuộc đời. Thì đó là những cái gì? Đó là tình thì tình thương, tình yêu, thì trong đó có tình yêu thương với nhau, con cái trong gia đình, rồi yêu thương vợ chồng, rồi yêu thương những cái gì mà mình thích thì mình cũng mình là càng kiếm tìm thì mình càng đau khổ. Rồi mình trong mình cần có công ăn việc làm mà mình phải biết bằng lòng với chính mình, còn nếu không bằng lòng mình muốn cái hơn thì mình không kiếm được thì mình cũng sẽ đau khổ. Thành ra mình cái gì mình có thì tùy duyên, mình có được cái gì thì mình chấp nhận cái đó thì mình sẽ bớt đau khổ. Còn nếu mà lỡ may mà mình không được như ý thì mình cũng chấp nhận, vì mình cũng phải hiểu, mình đã học Phật Pháp thì mình cũng hiểu cái mà mình không được như ý đó cũng là do cái nghiệp quả mình phải chịu. Ví dụ như là về trong cuộc sống gia đình, con cái nó không như mình, chồng hoặc là vợ mình nó cũng không như ý mình muốn, không như rồi cái trong công việc thì công việc cũng không như ý mình muốn điều này, nhưng mà
do duyên thì nó ra, nó lại đưa cho mình đến điều khác thì cũng không như ý. Rồi về kinh tế thì nó cũng không như ý mình muốn. Mình muốn ở cái mức độ này, nhưng mà cái sự tham lam cố hữu của mình thì mình cứ muốn hơn. Mình có nhà rồi thì mình lại muốn nhà phải đẹp, mình có xe thì có xe phải đời mới. Đó, thì thành ra là cái muốn của mình nó tham, cái tham muốn của mình nó luôn luôn là thay đổi, và nó còn muốn hơn. Thì những cái gì mà mình muốn hơn nhưng mà cái phước mình không tới, thành ra là nó không có, thì mình đâm ra sân hận. Sân hận thì từ mình đau khổ. Thì cái câu thơ này nó nói ngầm nói mình đó là mình phải biết bằng lòng với những gì mình đã có. Cái duyên, cái phước của mình chỉ đến thế thôi, thì mình phải chấp nhận. Đó là con hiểu là như vậy đó thưa sư. Là tức là mình phải chấp nhận những gì mình có, mình đừng tìm kiếm quá. Mình nhìn qua bên cạnh mình thấy người ta hơn mình về nhà, về xe, rồi con cái thì ngoan hơn con mình, hoặc là như ý mình muốn nhưng mà con mình thì nó lại không được, rồi chồng mình, vợ mình cũng vậy. Thì mình cứ mà nhìn đi xung quanh cái mắt, con mắt mình đi tìm kiếm sáu cảnh trần, con mắt sáu căn của mình thì đi tìm ở bên ngoài. Thành ra mình cứ đi so sánh bên, có cái sự so sánh thì nó có cái sự đau khổ. Mình đừng so sánh ai hết, có gì mình chấp nhận cái đó thì mình sẽ bớt khổ. Thưa sư đã hết 5 phút rồi đó thưa sư. Rồi con xin xuống mic ạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Có một câu thơ buổi sáng làm cho con phải động não, phải tỉnh dậy ngay mặc dù dậy trễ. Con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Sa thủ chị Kim Nhung, với bài thơ này: hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng lại gắn trên con đường cuộc sống. Sĩ Kim Nhung đã nói lên cái hạnh tri túc qua câu thơ này, tức là hãy biết đủ. Khi mà chúng ta có sự tri túc thì chúng ta sẽ dừng lại cái lòng tham của chúng ta. Đó là ý kiến của sư Kim Dung. Rồi bây giờ mời huynh Giang Nhất Hà. Huynh Giang Nhất Hà có ý kiến thế nào về câu thơ này? Sư Kim Dung hơi lố một chút nha. Hồi nãy nói 5 phút mà nói cũng hơi hơn 5 phút rồi ha. Rồi bây giờ xin mời huynh Giang Nhất Hà. Mỗi người có một chút ý kiến đi ha. Để thể hiện những cái pháp mà chúng ta đã tiếp thu trong nhà Phật. Alo, huynh Giang Nhất Hà có ý kiến thế nào về bài thơ này? Ơi, sao thủ xin mời. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con xin đảm lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con phân tích dở lắm sư ơi, con không có biết phân tích sư ơi. Dạ thôi con cũng hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Dạ theo cái chủ quan của con thì câu thơ này chắc là có cái ngụ ngôn khuyên mình buông đi những cái chuyện mà mình hàng ngày, những cái mà vô minh nó che mình không có thấy, chưa thấy được mình làm những cái công việc mà mình không nên làm, hoặc là mình không thấy được những cái công việc mà mình cần phải làm. Và cái câu thứ sau là buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống. Thì có vẻ như là khuyến khích cho mình thấy được những cái quả. Nếu mà mình buông xả đi được thì mình sẽ rất là nhẹ gánh. Mình có thể mình nhìn thấy được
những điều mình mong muốn là xóa được tham sân si. Dạ con chỉ có bao nhiêu đó thôi. Dạ con không biết có cái ý chủ quan của con như vậy thôi. Dạ con xin mời sư giảng rộng thêm và con xin mời ý kiến của vị khác ạ. Alo, 123, 123, Huynh Giang Nhắc Hà, lên phần tích thế sinh nhật Quỳnh, sinh Tâm Phương, Quang Hỷ Ba Ha, sinh Kim Nhung, tặng Ba Cành Hoa. Tức là ý kiến của Huynh Giang Nhắc Hà đi sâu vào trong Phật Pháp, tức là cũng có nói lên mình xả ly, ly tham, thì khi đó cái tâm của mình mới được an vui, và nhất là nói lên cái vấn đề nội tâm tham sân si, rồi chúng ta chấp thủ để rồi khổ nó đến với chúng ta. Xa thủ đó cũng là một cái ý hay, nhưng mà đã nói ý hay rồi mà Sích Tâm Phương không từng nghe đó. Rồi cho 4 số 0 rồi ở dưới là khi mà muốn chấm dứt á, thì Sĩ Tâm Phương là cho biết là nói rõ, dạng rõ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha, với câu thơ này. Sĩ Meta có ý kiến thế nào? Chúng ta hãy thể hiện qua sự tu tập với một cái câu thơ rất là đời thường. Cái này không phải là Phật ngôn, nhưng mà chúng ta hiểu nó trên khía cạnh của Phật giáo như thế nào. Hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng dày gánh trên con đường cuộc sống. Rồi xin mời Sích Mê Ta. Dạ xà thủ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính lạc đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Tràng. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thì cũng không có ý kiến gì nhiều đâu sư ơi. Con lão lai tài tận rồi. Dạ, nhưng mà con cũng có chút ý kiến như thế này. Hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương. Dạ, theo con thì chúng con là phàm nhân, thì chúng con phải lấy cái trí tuệ của mình để mà quan sát những cái gì làm cho ta đau khổ. Đây, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si. Và như vậy là chúng ta phải có cái tri túc, phải biết đủ. Chúng ta đừng có tham. Rồi chúng ta có rồi, đừng có tham lam, phải muốn thêm, muốn hơn, muốn nhiều nữa, thì chúng ta phải biết đủ, phải quan sát lại là giảm bớt đi cái lòng tham. Con người chúng ta, người phàm nhân thì ai cũng tham, nhưng mà phải biết bỏ bớt, phải biết dừng lại. Rồi sân là khi nào chúng ta gặp những cái chuyện gì không vừa ý, những cái trái ý nghịch lòng, thì chúng ta cũng phải biết nghĩ lại đó là cái quả mà chúng ta phải chịu trước đây. Rồi về si thì chúng ta phải quán sát bất cứ chuyện gì chúng ta phải làm thì phải suy nghĩ cho nó đúng pháp.
Nếu thấy là không đúng pháp, không đúng với năm cái ngũ giới thì chúng ta dừng, chúng ta không làm. Thì có như vậy thì chúng ta sẽ bớt đi cái đau khổ. Và hai câu sau là buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống. Và theo con thì cuộc sống của chúng con là phàm nhân thì ai cũng có những vướng bận đời thường, là do cái tham sân si ở trên đó. Không thể nào mà không có vướng bận được hết. Rồi những cái trái ý nghịch lòng, những cái điều không có được như ý trong gia đình, trong cái công ăn việc làm, rồi ngoài xã hội, bất cứ cái gì cũng có những cái được như ý và những cái vướng bận. Thì chúng ta hãy với cái trí tuệ chúng ta phải bỏ bớt đi. Muốn như vậy thì chúng ta phải phải hiểu là cuộc sống của chúng ta là chúng ta phải chấp nhận cái nhân quả và chúng ta phải biết tùy duyên. Nếu có được cái gì thì chúng ta nên giữ lấy cái đó. Và đừng có nên quá tham lam, quá đòi hỏi, quá mong muốn, thì chúng ta sẽ bớt đi những cái vướng bận đời thường. Và có như vậy thì chúng ta mới nhẹ được cái gánh nặng ở trên con đường cuộc sống, và chúng ta mới có được cái sự an vui, có được cái lòng thanh thản trong cuộc sống. Và con chỉ có ý như vậy thôi. Và con xin trả mic lại cho đạo tràng. Sa thú Sích Mệt Ta. Ý kiến của Sích Mệt Ta: hãy sống thuận pháp, biết đủ, và vấn đề nhân quả kèm của đó là lợi mình, lợi người. Một ý kiến rất là xúc tích, đầy đủ. Sích Kim Dung, Vinh Giang Nhất Hà, rồi Sích Mệt Ta, ai cũng có những ý kiến bổ sung cho cái câu này rất là tuyệt vời. Bây giờ thêm một ý kiến nữa ha. Alo, cái câu này có ý nghĩa như thế nào? Mời Huynh Quang ha. Alo, Huynh Quang có ý kiến thế nào về cái câu này? Hãy buông đi những gì ta đau khổ, đừng kiếm tìm đi đến chỗ đau thương, buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhạy gánh trên con đường cuộc sống. Alo, Huynh Quang có chút máy không ạ? Rồi, có ý kiến thế nào? Xin mời. Dạ bạch sư, và dạ, cưng đến đảnh lễ chư đại đức tăng, và con kính chào đạo tràng. Dạ bạch sư, con đang lái xe, nhưng mà con nghe nãy giờ quý vị không có biết là đang thảo luận về cái câu gì, con mới vô trễ đó sư. Thì con tình cờ sáng nay thì con có nghe được một bài pháp của một vị sư, thì con nghe con đoán cái những cái câu mà sư vừa nói đó, hai cái câu ngụ ngôn hay là hai câu thơ gì của sư mới vừa đưa lên đó, thì con thấy là con kết cái câu của cô Metta là sống thuận pháp, thì riêng con này con thấy là đừng có mình có ép mình vô trong một cái khuôn khổ nào hết, đừng cố gắng để mà mình
làm thế này, làm thế kia. Cái này không phải là ý của con, nhưng mà con nghe từ một cái vị sư, thì đừng có ép mình vào trong, mình biết cái đó là xấu, như vậy là đủ rồi. Anh thử, thì con không biết gì về nhiều về Pali, con không biết gì về, nhiều về vi diệu pháp. Nhưng mà con suy nghĩ đó, mình sống theo cái thực tính pháp của nó thì nó rất là hay, và tại vì cứ để cho pháp nó lên thì mình cứ theo đó, mà mình biết cái đó là xấu, cái đó là tốt, thì mình chỉ, thì trong cái chi đầu tiên của Bát Chánh Đạo thì cái đó là cái chi kiến, thì mình nhận thức được cái đó là sai, đủ rồi. Thành thử con thấy nó không, nếu mà mình đào thêm sâu nữa thì tự nhiên theo một cái khuôn khổ nào đó, thì thử mình làm, mình ép cái tâm mình vào trong một cái đường thì mình rất là khó tu. Thì theo cái suy nghĩ của con là vậy thôi. Thì con không biết thì sư với lại quý vị đạo tràng nghĩ thế nào, thì con thì không thấy là sống theo cái thực tính pháp của nó, là mình sống, nếu mà nó tốt thì mình biết nó là tốt, nếu mà nó xấu thì mình biết nó là xấu, vậy thôi. Dạ, con xin xuống hết ạ. Dạ. Sao thú huynh hoàng. Với câu thơ này tóm gọn là chánh kiến, thấy đúng sự thật, thấy như thật, đó là điều quan trọng. Và với câu thơ này thì quý vị hãy suy nghĩ theo tứ diệu đế đi. Tức là trong tứ diệu đế nói lên cái gì? Khổ đế, tập đế, đó là câu thứ nhất và câu thứ nhì. Khổ đế và tập đế. Rồi câu thứ ba và câu số bốn. Câu số ba nói lên đạo đế, tức là tám pháp thế gian, những vướng bận đời thường. Và câu số bốn nói lên diệt đế, lòng nhẹ gánh trên cung đường sinh tử, chứ không phải cung đường cuộc sống. Tức là khi mà chúng ta đặt gánh nặng đã để xuống, thì khi đó chúng ta thấy không còn gì vướng bận. Nếu mà suy nghĩ theo tứ diệu đế thì chúng ta thấy cái câu thơ này nó rất là vô động, rất là xúc tích. Bây giờ huynh Pháp Hữu đã đến, chúng ta hãy chuẩn bị để được nghe huynh Pháp Hữu với cái đề tài tỉnh thức. Trong cái sự tỉnh thức này là không có sầu khổ ha. Tỉnh thức không sầu khổ, tức là chúng ta cũng buông đi cái gì? Cái câu thơ quý vị vừa thấy, hãy buông xả đi những vướng bận đời thường, lòng nhẹ gánh trên con đường cuộc sống, tức là trên con đường sinh tử này, chúng ta hãy tỉnh thức, hãy ghi nhớ, hãy biết mình, để rồi thấy rằng đời sống của chúng ta có ý nghĩa. Rồi bây giờ đúng 5 giờ ha. Bây giờ đúng 5 giờ. Mình chào huynh Pháp Hữu. Rồi xin mời chị Nhật Quỳnh Quang Hỷ thỉnh giảng sư ha. Alo, chị Nhật Quỳnh đâu rồi? Rồi sao thủ xin mời chị Nhật Quỳnh. Dạ, con xin sám hối ngài. Hôm nay là ngày của Tâm Phương, nên ngài kêu con không có dám đưa tay. Dạ, thôi thì bây giờ con xin kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Săn Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tội mê cầu được trị trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh pháp hữu hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Nhật Quỳnh kính mời huynh. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con xin kính rảnh lễ sư Trí Đức với sư Tùng Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị. Trước khi bắt đầu cái buổi đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay, như thường lệ, xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Dạ, cảm ơn quý anh chị. Nghe rõ. Dạ. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivadeyami Svakato Bhagavata Tammo Tammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Chúng tôi bây giờ xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý chư Tổng Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu. Hôm nay thì chúng tôi xin tiếp tục vào bài một chương mới của cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết của ngài Tỳ Khưu Analayo. Và hôm nay là chương 14, Tỉnh Thức Không Sầu Khổ. Thì cuốn sách này ngài Analayo soạn ra chia ra làm 24 chương. 12 chương đầu ngài nói về bệnh và 12 chương tiếp ngài nói về cái chết.
và Ngài trích dẫn kinh điển Nguyên Thủy, cái nguồn chính là nguồn A Hàm của Hán Tạng, nhưng đồng thời Ngài cũng so sánh đối chiếu với nguồn kinh điển Pali, và để giới thiệu cho độc giả Tây Phương, nhất là những người ở phương Tây không có quen thuộc với lại kinh điển A Hàm, để biết được thêm một cái nguồn kinh điển Nguyên Thủy khác bên cạnh cái nguồn kinh điển Nguyên Thủy của Pali. Và khi chúng ta đọc như thế này thì chúng ta thấy hai cái nguồn bổ sung cho nhau, tương đương với nhau chứ không có cái gì chống trái. Thì trong cái chương 14 này, theo như cái thông báo thì chúng tôi có đưa ra cái link đó. Anh chị vào được thì xin cho top số 1. Đồng thời khi chúng tôi trình bày thế này mà âm thanh tốt thì thỉnh thoảng cũng xin cho cái bông hồng hoặc là số 1 để chúng tôi biết cái đường truyền còn tốt. Thì mời các anh chị vào trong cái chương đầu tiên, trong cái hình đầu tiên, xin lỗi, để chỉ cái dàn bài tổng quát của cái mục lục tổng quát của cuốn sách. Như chúng tôi đã nói thì cái cuốn sách này chia ra làm 24 chương, và cuối cùng nó có cái phần kết luận và các hướng dẫn hành thiền dựa theo bài kinh Vimalananda. Và cái phần kết luận này thì chúng tôi đã dịch ra thành một tập sách riêng rẽ, cái tựa đề là 10 pháp quán tưởng, và có in ra và có đi về Việt Nam hồi đầu năm nay để trình bày nội dung của cái 10 pháp quán tưởng đó. Thì trong tương lai thì chúng ta sẽ trở lại cái phần kết luận này với lại những cái pháp thực hành, 10 cái đề tài để chúng ta thực hành. Nội dung chính của cuốn sách là có 24 chương như trong cái biểu đồ, và chúng tôi có đánh dấu sao màu đỏ ở chương 14, tức là hôm nay chúng tôi sẽ đọc ra chương 14 trong cuốn sách Tự Do Tỉnh Thức Không Có Buồn Rầu. Và cái đề tài, những cái bài kinh có liên hệ tới chương này thì các anh chị nhìn qua bên cái cột ở bên tay phải thì thấy chúng tôi đánh cái dấu sao chương 14 nói về 5 vô lậu học và 37 chi phần đưa đến giác ngộ, hay là 37 phần bồ đề. Thì chúng ta có thể tìm đọc thêm hoặc là làm quen với những cái thuật ngữ ở trong cái 5 vô lậu học cũng như 37 phần bồ đề đó. Đó là cái Ngài Analayo, Ngài trình bày cuốn sách rất là khoa học và chặt chẽ, có 24 chương, và đồng thời tương ứng với 24 chương đó thì Ngài đưa ra những cái đề tài mà chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm trong kinh điển Nguyên Thủy của nguồn Pali cũng như nguồn Hán Tạng. Và bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp, chúng tôi chỉ sẽ trình bày sơ qua rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung sau. Bây giờ thì chúng tôi làm quen với lại một vài cái thuật ngữ trước. Bây giờ chúng ta nói về 5 cái pháp quẩn, tức là 5 cái nhóm quẩn là một tập hợp, thì chứ quý vị tiếng Hán mình quen với lại ngũ quẩn của cái con người, tức là sắc thọ tưởng hành thức, tức là 5 cái tập hợp để cấu tạo lên con người. Thì ở đây một cái phần khác cũng dùng chữ quẩn nữa, ở đây là cái khăn đó, mà ở đây thì không phải nói về cái cấu tạo con người, nhưng mà nói về một cái phân loại khác về những cái điều mà chúng ta cần phải tu tập. Thì có 5 cái nhóm mà chúng ta cần phải hướng đến để tu tập, đó là 5 quẩn, 5 vô lậu học, 5 pháp quẩn, Dhamma Khandha. Thì đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Chúng ta cũng thường là quen thuộc với một cái đoạn kinh khác, không biết các anh chị có quen thuộc không, chứ chúng tôi rất là tâm đắc với một cái đoạn kinh khác cũng nói về 5 cái quẩn này, nhưng mà Đức Phật nói là 5 cái loại hương thơm, 5 cái loại nhang thơm. Bởi vì chúng ta đi chùa hay là ở nhà ta có bàn Phật thì thỉnh thoảng chúng ta thắp nhang lên thơm. Hồi xưa người ta thắp nhang chứ để khử mùi thì không có gì hết. Bây giờ thì chúng ta dùng ở trong những cái buổi lễ. Chứ thì ngày xưa, thời xưa mấy ngàn năm trước thì không có những cái loại thuốc hóa học trực để mà khử mùi, nên người ta đốt nhang cho thơm, thơm để khử mùi. Thì Đức Phật có nói rằng mà điều đó cũng rất đúng cho tới bây giờ. Chúng ta thắp nhang nên có người thì nó thắp một cây nhang, có người thắp ba cây nhang, có người thắp tới một chùm nhang, có người bây giờ thì thời đại kinh tế phát triển rồi, có người làm một cái nhang to như là cái cánh tay đốt lên, nhiều khi nó không có, nó cũng thơm nhưng mà đôi khi nó tạo cái ô nhiễm không khí này. Rồi có đua nhau mà đốt nhang như vậy. Thì từ ngàn xưa Đức Phật đã cảnh cáo với chúng ta, đã nhắc nhở chúng ta biết là mặc dù chúng ta đốt những cái loại nhang đó nhà thơm thiệt, nhưng mà có những cái loại nhang
nó đi ngược gió, xuôi theo gió cũng không phải đi ngược cả gió, lúc nào cũng tỏa hương thơm. Năm loại nhang đó là gì? Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ và chúng ta dùng năm cái loại nhang thơm đó để cúng dường chư Phật có ý nghĩa nhất. Đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Chúng ta có điều đó là chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhớ như vậy. Mặc dù chúng ta đốt những cái nhang thường, nhưng mà chúng ta nhớ trong tâm mình có năm cái loại nhang mà Đức Phật chắc gỡ là cái đó quý giá nhất. Chúng ta cần phải nhớ, phải thường xuyên tu tập để mà cúng dường chư Phật. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Nhớ như vậy. Thì đây là sư giác giới sẽ trong cái cuốn sách Kho tàng Pháp học thì sư có tóm tắt như thế này, và cái đoạn kinh này được trích ra từ trong cái Trường Bộ Kinh, bài kinh số 33, cũng như là trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong cái chương 5 Pháp và bài kinh số 108. Các anh chị phải tìm hiểu thêm đó, thì chúng ta đó là nói về năm cái loại hương. Nhưng mà ở đây trong cái trong phạm vi của bài kinh của bài nói chuyện hôm nay thì trích kinh từ kinh A Hàm, thì Đức Phật có nói năm cái loại quẩn, loại pháp quẩn mà chúng ta cần phải tác chứng, cần phải thực hiện, đó là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn và giải thoát tri kiến quẩn. Đây là tri kiến về sự giải thoát, ta biết được, biết rõ ràng về sự giải thoát. Đó là coi như là cái cốt lõi nhất mà chúng ta một cái theo cách nhìn khác tóm tắt về cái con đường tu tập của mình. Bây giờ để vào chi tiết hơn thì chúng tôi mời các anh chị qua cái hình tiếp, mà cái hình này chúng tôi soạn đã lâu rồi. Chúng tôi rất là tâm đắc với hình này, cái biểu đồ này, bởi vì nó tóm tắt những cái gì mà cần thiết trong đạo Phật. Thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Có thể nói là đây là những cái điểm căn nhất mà chúng ta Phật tử chúng ta cần phải nắm bắt. Chúng ta có thể học nhiều, học chỗ này chỗ kia, bởi vì Đức Phật để lại Tam Tạng kinh điển, kinh Luật Luận thì rất là mênh mông. Nhưng mà cái theo cái nhìn riêng của chúng tôi và cũng có học được từ các sư, các thầy, là chúng ta nắm cái phần cốt lõi, cái phần căn bản, cái phần người ta cần phải nắm. Đó là chúng ta thường hay nói 37 phần Bồ Đề. 37 phần Bồ Đề đó thì thật sự ra là cái số 37 là do các luận sư sau này cộng lại thôi rồi đưa ra. Chứ trong kinh điển nguyên thủy, trong những bài kinh nguyên thủy không có nói con số 37. Mà Đức Phật cũng như các vị đại đệ tử các ngài khi mà tóm tắt cái cốt lõi của đạo Phật thì các ngài nói về năm, tất cả là sáu nhóm, tức là nói về bốn như ý túc, bốn chánh cần, bốn niệm xứ, bảy giác chi, năm căn, năm lực, và nói về bát chánh đạo, bát chi thánh đạo. Rồi sau này người ta mới lấy những cái chi phần của từng nhóm đó ra cộng lại thành ra số 37. Chúng ta nhớ cái ý niệm về 37 phần Bồ Đề, nhất là con số 37 là không có nằm ở trong kinh nguyên thủy mà nằm trong những cái luận giải sau này. Trong kinh nguyên thủy thì trong nguồn A Hàm cũng như nguồn Pali, khi nói về tóm tắt của đạo Phật thì Đức Phật chỉ nói mà tứ như ý túc, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chi thành đạo. Các anh chị cộng lại thế số 37. Và cái này coi như là cái tóm tắt của những gì mà chúng ta cần biết. Dĩ nhiên là có những cái ý niệm khác nữa, những cái pháp khác nữa phát triển thêm, nhưng mà để cho dễ nhớ nhất là đối với những người cư sĩ chúng ta bận rộn đủ thứ chuyện thì chúng ta cần nhớ cái căn bản trước, cái này phải nắm cái gốc cái này, rồi sau đó là chúng ta qua lá cành gì đó chúng ta học thêm thì tính sao, nhưng mà cái gốc là cần phải nhớ cái chỗ này. Và chúng ta thực hành 37 phần đó hay là chia làm mấy nhóm đó, bảy nhóm đó, để làm gì? Để là diệt trừ ba tam độc, chúng ta hay biết là tham sân si, chúng ta ba cái thứ độc. Và để có chi tiết hơn thì đôi khi chúng ta nói về năm cái điều ngăn che trên con đường thực hành của mình, năm triền cái là tham dục, sân hận, hôn thủy, trạo cử và nghi hoặc, năm cái điều ngăn che. Và khi chúng ta tu tập như vậy theo cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta phải tu tập qua từng giai đoạn.
Và có con đường tu tập đó cũng giống như là ta tiến đến một cái dòng sông giải thoát. Cái dòng sông nó chỉ đi ra một hướng thôi. Nếu ta nhập được cái dòng sông nó sẽ đưa ra về hướng biển rồi, chứ không có quay trở lại được. Thành ra cái quả đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cần phải đi. Cái đoạn sơ bộ là chúng ta phải nhắm cái hướng cho đúng đến đến cái bờ sông, đến con sông giải thoát. Rồi tiếp theo là chúng ta phải làm sao nhập được, hòa nhập vào trong cái dòng sông giải thoát. Đó tức là đạt cái quả đầu tiên là quả dự lưu. Rồi sau đó quả thứ hai là quả nhất lai. Chúng ta quay trở lại cái thế gian này một lần nữa. Rồi quả bất lai tức là không có tái sinh về về cái cõi dục này nữa, mà tái sinh vào cái cõi trời cao nhất của sắc giới. Rồi từ đó chúng ta tiếp tục tu tập đến cái giai đoạn cuối cùng là quả A-la-hán, tức là giác ngộ hoàn toàn, không còn tái sinh luân hồi nữa. Ra mình thấy trong cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta tu tập nó có từng giai đoạn, có cấp bậc rõ ràng, để cho thấy cái con đường đi của mình có từng từng bước. Và có liên hệ đến 10 cái sợi dây trói buộc chúng ta vào trong cái cõi tai bà luân hồi này. Và chúng ta phải lần lượt làm yếu đi và cắt đứt. Cắt đứt 3 sợi dây đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, thì chúng ta nhập được cái dòng dòng sông giải thoát, đó là đạt được cái quả dự lưu. Và đồng thời chúng ta, nếu chúng ta làm yếu đi, cái dục ái và sân, thì chúng ta sẽ đạt được cái quả thứ hai, quả nhất lai. Quay trở lại có dục, bởi vì vẫn còn dục ái, không có đơn giản, không có dễ dễ cắt. Khi chúng ta cắt luôn được hai cái sợi dây đó, sự dục ái và sân, thì không còn tái sinh luôn vào trong cái cõi dục này nữa, mà tái sinh về cái cõi trời sắc giới. Và cái bậc đó là bậc bất lai, là không có quay trở về đây nữa. Và bậc bất lai chúng ta nhớ vẫn còn năm cái sợi dây cần phải cắt. Đó là sắc ái, vô sắc ái, tức là vẫn còn một cái sự tham ái ở trong đó. Rồi vẫn còn cái mạng, tức là một chút, nhưng vài chút phản phất những tư tưởng về về cái tôi, cái ta, cũng còn một vài cái sự dao động trào cử, và cũng chưa thấy cái con đường rất là rõ ràng, biết nhưng mà chưa thấy bằng vẫn rõ ràng rất là sâu sắc, được vẫn còn chút xíu si cái đồng đó. Là khi nào mà cái vị đó cắt đứt năm cái sợi dây ra, sắc ái, vô sắc ái, mạng, trào cử và si, thì vị ấy đạt được cái quả a la hán quả cuối cùng. Thì chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải đơn giản dễ. Cũng như là hôm qua chúng tôi có ngồi nghe cái bài lại một cái bài bài pháp của ngài Tỳ Khưu Bồ Đề, có người hỏi về năm triền ái. Khi mà một cái hành giả nhập thiền thì chúng ta chỉ tạm thời khống chế năm triền cái thôi, chứ chưa có hoàn toàn cắt đứt. Một cái vị mà đã gọi là cắt đứt hoàn toàn năm triền cái đó, thì vị đó đắc quả a la hán. Không có đơn giản cái đường tu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải đi từ từ, đi từng bước một. Rồi như ta thấy như vậy. Đó thì các anh chị nhìn cái biểu đồ này. Cái biểu đồ này chúng tôi soạn ra cho riêng mình, để mình học thôi. Nhưng mà mình thấy nó giúp mình hiểu được, nắm được cái vấn đề rõ ràng hơn. Rồi tại sao đâu mà có 37 phần bồ đề, và chia làm 7 nhóm. Đầu tiên là có 4 duy như ý túc, mà ngài Tịnh Sử ngài dịch rất là hay, là dục cần tâm thẩm, dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc. Là muốn cái lực của mình như thế này, là nói về 4 niệm xứ, hay là 4 pháp lập niệm, là thân thọ tâm pháp. Rồi nói về 4 sự tinh tấn, hay là 4 sự tinh chánh cận, là thận trừ tu bảo, nghe rất là gọn. Tức là chúng ta phải cẩn thận đối với những cái pháp bất thiện, chúng ta cố gắng việc diệt trừ đó. Rồi đối với những cái pháp thiện, những cái tâm thiện, thì chúng ta phải phát triển, phải tu. Và nếu mà đã phát triển lên rồi thì chúng ta phải bảo giữ, tức là bảo trì nó, đừng để nó mất đi. Thận trừ tu bảo nghe rất là hay. Đó là cái tóm tắt của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Rồi sau đó là nói về 7 giác chi, 7 chi phần để đến giác ngộ, là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh, an, định, xả. Các anh chị thấy rõ cái bản đồ này không? Cái biểu đồ nó rất là cô động, nhưng mà nó giúp cho mình thấy vấn đề dễ dàng. Rồi sau đó đi qua năm cái phần để mà chúng đưa đến một cái trong sự tu tập, tức là tính tấn niệm định tuệ. Rồi trong đó để mà đạt cái quả đầu tiên, cái quả dự lưu, Đức Phật cũng có nói trong một bài kinh khác, thì có 2 hạng người. Một hạng là tùy pháp hành, và một hạng là tùy tính hành. Cái hạng người tùy tính hành, tức là hạng người đó cũng có năm căn, năm lực, tính tấn niệm định tuệ, nhưng mà họ có cái tính căn mạnh hơn 4 cái căn kia, nổi trội hơn, cái lòng tin họ mạnh hơn.
Và cái hạng người thứ hai cũng có thể đạt được cái vào cái dòng giải thoát đó là tùy pháp hành, tức là cái hạng người đó họ họ có cái trí tuệ, họ suy tư, họ có cái tinh thần, họ tương đối thông minh, họ thích đọc nghiền ngẫm đọc phát sách kinh sách này nọ, thì họ cũng có thể giúp cho họ tiến đến cái quan dầm xong giải thoát đó, là cái tuệ căn của họ nó nổi trội hơn bốn cái căn kia, vẫn có đầy đủ năm căn chứ không phải là không có, cũng phải có lòng tin, cũng phải có sự tinh tấn, cũng phải có niệm, có định, nhưng mà cái tuệ căn của cái hạng người đó cao hay nặng hơn, nổi trội hơn. Rồi chúng ta thấy có chỉ có hai hạng người mà Đức trong kinh điển nói để mà tiến đến cái dòng sông giải thoát, là cái hạng người có cái tính căn mạnh và hạng người có cái tuệ căn mạnh. Đó, chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thông cảm và chúng ta biết mình đã nằm trong cái hạng người nào, và hai hạng người đó đều có thể nhập trong thánh được hết. Đó, nói về năm căn và năm lực. Rồi tóm tắt lại thì nói về Bát Chi Thánh Đạo. Trong Bát Chi Thánh Đạo có tám phần tử, như vậy thì chia làm ba nhóm tuệ: giới, định, tuệ. Nhóm tuệ thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Nhóm giới thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và nhóm định thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mình thấy nó rõ ràng, đâu ra đó rõ ràng như vậy. Tất cả các cái chi phần đó thì các anh chị ta cộng tử, tức là chúng ta bốn như ý túc, tức là có bốn chi. Tứ niệm xứ tức là có bốn chi, tứ chánh cần có bốn chi, cộng lại là 12 chi. Rồi có thất giác chi là 7 chi nữa, cộng lại là thành ra 19. Năm căn năm lực tức là 10 nữa, cộng lại thành là 29. Bát Chi Thánh Đạo là 8 nữa, 29 cộng 8 là 37 phần. Thấy rõ ràng, chị Nhung thấy rõ như vậy ha. Từ đó mà về sau này các luận, các kinh sách sau này, các luận sư sau này mới đưa ra con số 37. Và con số 37 đó thành ra con số là tương đối bây giờ thì mọi người biết phổ thông, nhưng mà ở đây chúng ta nhìn lại cái lịch sử phát triển Phật giáo thì chúng ta có thể nói rằng không có nằm trong cái kinh điển nguyên thủy. Con số 37 đó là do các vị luận sư cộng lại về sau này thôi. Trong cái kinh điển nguyên thủy, nguồn Pali cũng như nguồn Hán Tạng chỉ nói liệt kê 7 nhóm: bốn tứ như ý túc, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thất giác chi, ngũ căn ngũ lực và Bát Chi Thánh Đạo. Thôi. Thì đó là cái phần chúng tôi xin tóm tắt như vậy. Bây giờ thì chúng ta vào trong cái nội dung của cái bài nói chuyện ngày hôm nay, của cái chương 14 ngày hôm nay. Và các chị trở lại cái phần chính. Tỉnh thức không sầu khổ, chương 14. Giới thiệu, bài kinh trong chương này ghi lại các phản ứng khác nhau về cái chết của Ngài trưởng lão Sariputta, vị đại đệ tử của Đức Phật, nổi tiếng về trí tuệ. Tức là cái bài kinh này, Ngài Sariputta là Ngài chết, tức là Ngài nhập bát niết bàn trước Đức Phật. Trước Ngài Ananda đó, thành thử ra nói về cái chết đó, và cái chết đó nó có liên hệ như thế nào thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Những phản ứng khác nhau này ghi nhận sự tương phản giữa thái độ điềm đạm thực tế của người thị giả của Ngài là Ngài Sariputta và thái độ buồn rầu của Ngài trưởng lão Ananda. Tức là Ngài Sariputta đó, Ngài có một cái người giả, mà thị giả là em của Ngài, cũng còn nhỏ, là Sa Di thôi, là Chun Đá, Thuần Đà, tiếng Hán dịch là Thuần Đà. Đây là cùng một tên, nhưng mà có những cái nhân vật khác nhau, chúng ta đừng có lầm lộn. Bởi vì trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, trong những cái ngày tháng cuối cùng của Đức Phật còn tại thế, thì có nói về ông thợ rèn Chun Đá nữa, Thuần Đà. Ông đó sửa soạn một bữa ăn cuối cùng để dâng cúng Đức Phật. Ở đây là cũng là Chun Đá, nhưng mà Chun Đá ở đây là Thuần Đà, ở đây là người em trai của Ngài Xá Lợi Phất, cũng là thi giả của Ngài Xá Lợi Phất. Rồi sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất qua đời rồi đó thì những người đệ tử của Ngài mới sắp xếp lại rồi làm lễ quả thiêu. Sau đó thì Ngài Chun Đá, ông Chun Đá, ông Sa Di này mới đem cái hộp tro cốt cùng một những cái y bát của Ngài Xá Lợi Phất đem đến gặp Đức Phật và báo tin như vậy. Thì khi được tin như vậy thì Ngài
Ananda buồn ghê lắm, buồn khóc. Rồi mình thấy mặc dù là ngài là đại đệ tử của Đức Phật, cả Ananda là ngài đã đắc cái quả dự lưu rồi, nhưng mà ngài vẫn còn những cái tình cảm. Chúng ta thấy có những cái lần khác ngài cũng buồn rầu như vậy, Đức Phật phải khuyên. Trong khi ông Sayi Sundá là tu sau này còn trẻ hơn, ông cũng đắc đạo, nhưng mà đắc được quả A-la-hán là cao hơn, thì ông đã điềm đạm hơn nhiều. Mình thấy, okay. Ra mình thấy cái quả dự lưu vẫn còn những cái tình cảm. Như bà Visakha cũng vậy, một cái nữ đại thí chủ thời Đức Phật. Khi mà con cháu của bà chết rồi thì bà cũng buồn khổ, bà tới than với Đức Phật, Đức Phật cũng phải khuyên. Rồi vua Tần Bà Sa La cũng vậy, khi bà nội, như từng đời chúng tôi nói, khi bà nội của ông vua chết rồi thì vua cũng buồn lắm, vua tới cũng khóc than rồi kể lễ với Đức Phật, nhưng mà vua cũng đắc được cái quả dự lưu rồi. Thế ra mình thấy cái bậc thánh mà đắc quả dự lưu vẫn còn tình cảm chứ không phải là không, bởi vì vẫn còn cái dục ái, vẫn còn cái sắc ái, vô sắc ái, vẫn còn cái tham ái một phần nào trong cái tình cảm vẫn còn, dính mắt cũng vẫn còn, vì vậy mà phải tái sinh luân hồi khoảng 7, tối đa là 7 kiếp nữa. Thì ra chúng ta thấy cái con đường tu tập không phải đơn giản, không phải là nhất thời là chúng ta có thể cắt được tất cả mọi sợi dây đâu. Chúng ta phải làm yếu từ từ, đi từ từ từng giai đoạn. Bây giờ chúng ta xin đọc trở lại. Theo chú giải Pali truyền thống, Sundá là người em trai của ngài Sariputta và hoàn toàn giác ngộ không bao lâu sau khi xuất gia thọ giới sa di, tức là ông đã thọ sa di và ông đã đạt được quả a la hán rồi. Trong bài kinh, chú vẫn còn khá trẻ, vì nếu lớn tuổi hơn chú đã có thể trở thành tỳ khưu, bởi vì phải 20 tuổi mới là thọ giới tỳ khưu. Như vậy thì ông sa di này chắc có lẽ còn trẻ, còn nhỏ hơn 20. Vì đó là điều thông thường trong thời Phật giáo sơ kỳ, khi một vị tu sĩ đạt đến số tuổi tối thiểu để thọ giới tỳ khưu. Bài kinh được dịch dưới đây là trích từ hàm SA 638 tại Sanyutta Agama, tức là Tạp A Hàm, bài kinh số 638. Và bài kinh tương đương trong tương ưng bộ là SN 47-13, tức là bài kinh trong tương ưng bộ chương là 47, chương 47 và bài kinh số 13 trong phẩm 47. Ghi lại câu chuyện Sayi Sundá đến gặp ngài Ananda để thông báo về sự mệnh chung của ngài Sariputta. Và sau đó ngài Ananda bày tỏ sự đau buồn của mình với Đức Phật, và Đức Phật có những cái lời khuyên giải như thế nào. Thì đó là nội dung của bài kinh chúng tôi sẽ đọc. Tạp A Hàm SA 638 Thuần Đà, tức là Sundá, Hòa Thượng Đức Thắng dịch, và chúng tôi hiểu đính lại theo bản dịch tiếng Anh của ngài Tỳ Khưu Analayo. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong khu vườn Trúc tại thành Vương Xá, Trúc Lâm ở thành Vương Xá. Trúc Lâm này bây giờ vẫn còn, các anh chị mà đi nào mà đi đi hành hương, khi mà tới Vương Xá thì thế nào cũng ghé qua Trúc Lâm. Và họ có trồng lại những cái bụi tre, và trong đó có tượng Phật đánh dấu nơi mà ngài giảng cái bài kinh là vào rằm tháng giêng cho 1000 vị A-la-hán, đó là không làm những điều ác, gắn làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Đó thì các anh chị nào mà đi đi hành hương mà có cái đi ngang qua ghé vào Trúc Lâm thì nhớ lại những sự tích đó. Và cái vườn Trúc Lâm này là ở ngoại ô thành Vương Xá. Khu đất này là do vua Bình Sa hiến cúng cho Đức Phật và Chư Tăng, và từ đó xây ra những cái cốc, những cái liêu cốc mà Đức Phật thường hay tới ngự. Lúc bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta đang ở trong làng Makkhida, thôn Nala, bị bệnh. Tức là cái lúc đó là Đức Phật trở về cái quê quán của ngài. Từ Vương Xá Thành đi đến hướng về Đại học Nalanda, đi ngang qua cái khu làng Makkhida thôn Nala, thì nơi đó là cái quê hương của ngài Xá Lợi Phất và của ngài Mộc Kiền Liên nữa. Hai người đó là ngày xưa còn trẻ là bạn với nhau, bạn đạo với nhau. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất trở về thăm mẹ, rồi ngài bệnh, rồi ngài qua đời ở đó. Sa Di Thuần Đà Sundá chăm sóc ngài. Do bệnh ấy, tôn giả Xá Lợi Phất mạnh chung nhập Niết Bàn. Sa Di Thuần Đà sau khi làm lễ quả táng tôn giả Xá Lợi Phất, nhặt lấy xá lợi còn lại, mang theo cùng với y bác của tôn giả đến thành Vương Xá.
hai bên cách nhau chỉ mấy chục cây số, chúng ta thấy không có xa lắm. Thường thường đó mình đi hành hương đó, mình đi tới núi Linh Thú, rồi sau đó mình đi xuống mà đi ngang tới Vương Xá thăm Trúc Lâm, rồi từ đó đi thẳng lên tới Đại học Nalanda. Trên con đường, giữa con đường đi đó là cái quê hương của Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất. Đến nơi, Thâu Cất Y Bát rửa chân xong, Sa Di Thuần Đà đi đến chỗ Tôn giả Anan, tức là Ananda, đảnh lễ, lui đứng một bên rồi nói: Bạch Tôn giả, thầy của con là Tôn giả Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn, con đem Xá Lợi và Y Bát về đây. Tôn giả A Nan nghe Sa Di Thuần Đà báo tin ấy, liền đi đến chỗ Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay con tưởng chừng thân thể rã rời, bốn phương đổi khác, mờ ám, nghẹn ngào, không nói nên lời. Sa Di Thuần Đà đã nói với con rằng: Thầy của con là Tôn giả Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn, con đem Xá Lợi Y Bát về đây. Buồn, nghẹn ngào, đây là cái cách dùng chữ của người xưa. Phật hỏi: Này A Nan, khi Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn, có đem theo giới quẩn không? Có đem theo định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến quẩn không? Đức Phật hỏi này. Mặc dù cái thân xác của Ngài Xá Lợi Phất không còn nữa, nhưng mà những cái pháp mà Ngài đã thực hành, giới, định, tuệ, rồi giải thoát tri kiến, nó có đem, có mất đi chưa? Có còn đó hay không? Đức Phật hỏi rất là khéo. Tôn giả Xá A Nan bạch Phật: Dạ thưa không, bạch Thế Tôn. Phật bảo A Nan: Về những pháp ta đã truyền giảng, sau khi tự chứng tri và thành chánh đẳng giác, như bốn pháp lập niệm, bốn tinh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tháp chi thánh đạo, Xá Lợi Phất có đem theo các pháp này khi nhập Niết Bàn không? Đức Phật mới hỏi. Mặc dù Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn, đã mất rồi, không còn ở đây nữa, nhưng mà những cái pháp mà Đức Phật dạy bằng Ngài đã thực hành. Thật ra chúng ta thấy ở đây, trong cái bài kinh là liệt kê, nhưng mà không thấy nói con số 37. Chỗ này chị Nhung đã thấy được chỗ này ha. Đó, chị Nguyên Tuệ có thấy được. Tức là chỗ này chỉ liệt kê là bốn pháp lập niệm, tức là bốn niệm xứ ha, bốn tinh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo thôi, chứ không có nói con số 37. Về sau này thì các luận sư mới cộng lại thành ra mới ra 37, chứ trong kinh điển Nguyên Thủy là chỉ nói bảy nhóm đó thôi. Tôn giả A Nan bạch Phật: Thưa không, bạch Thế Tôn, mặc dù khi nhập Niết Bàn, Tôn giả Xá Lợi Phất không đem theo giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát tri kiến quẩn, các lời dạy về bốn pháp lập niệm, bốn tinh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo, Tôn giả là người giữ giới học nhiều, ít muốn, biết đủ, thường tu hạnh viễn ly, tinh cần, nhiếp điểm an trụ, nhất tâm chánh định. Tôn giả có trí tuệ bén nhạy, trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu việt, trí tuệ phân biệt, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng. Tôn giả có kho báu trí tuệ, có khả năng chỉ bài, dạy dỗ, soi sáng, làm cho hoan hỷ, khéo léo giảng pháp cho mọi người. Cho nên, bạch Thế Tôn, con vì pháp, vì những người lãnh thọ giáo pháp cảm thấy buồn rầu, khổ não. Là cái lý do mà Ngài A Nan buồn, thì bắt đầu Ngài Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn, nó mất rồi. Mặc dù là những cái pháp mà Ngài để lại, Ngài học, cái hạn giới định tuệ, giải thoát tri kiến, rồi bốn pháp lập niệm, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo vẫn còn đó, chứ không có mất đi. Nhưng mà Ngài buồn là bởi vì Ngài nhớ đến một cái vị, giống như là một cái vị sứ giả, đã dạy dỗ mọi người. Ngài Xá Lợi Phất là nổi tiếng về trí tuệ, Ngài có nhiều đệ tử, Ngài giảng dạy rõ ràng. Đôi khi Ngài thay mặt Đức Phật để mà giảng dạy cho đệ tử, cho những người, những cái vị tỳ khưu khác nữa. Là bây giờ Ngài mất đi rồi thì Tôn giả A Nan buồn và tiếc. Thì đó là cái tâm lý rất là thông thường. Rồi mình nhớ lúc đó thì Ngài A Nan chỉ là mới đắc cái quả đầu tiên thôi, nghĩa là quắc dự lưu thôi. Ngài vẫn còn những cái tình cảm như vậy. Cho tới khi mà Đức Phật nhập diệt rồi á, một đêm mà trước khi kết tập kinh điển lần thứ nhất á, thì Ngài A Nan mới đắc quả A-la-hán. Chúng ta nhớ như vậy. Cái đó, cái chữ sự tích đó là nói sao. Ở đây thì chúng ta chỉ nhắc là trong cái thời gian này
trong cái thời đó, trong ngay cái thời điểm này thì ngài Anan chỉ, ngài chỉ là đắc cái quả dự lưu thôi. Phật bảo Anan, ngươi chớ buồn rầu khổ não. Vì sao? Cái gì có sinh, có khởi, có tạo tác đều có bản chất hoại diệt. Làm sao không thể hoại diệt? Muốn cho không hoại diệt đều không thể xảy ra. Trước đây ta đã từng nói rằng tất cả những gì yêu thích, những gì hợp ý, tất cả đều có bản chất chia lìa, chẳng thể giữ mãi được. Ví như cội cây to, rễ cành, nhánh lá hoa, trái sum xê tươi tốt, cành lớn gãy trước, giống như núi báo lớn, đỉnh lớn sụp đổ trước. Như vậy, trong chúng đệ tử của Như Lai, các đại đệ tử nhập Niết Bàn trước. Phương nào Xá Lợi Phất an trụ thì ta không quan tâm ở phương ấy. Vì có Xá Lợi Phất, phương ấy đối với ta không phải trống không. Nói là đã có ngài Xá Lợi Phất rồi thì ngài không có lo. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất mặc dù không còn nữa, ngài vẫn để lại những cái lời dạy của ngài. Cái điều đó mới quan trọng. Và cái gì mà có sinh có khởi thì đều có bản chất quả diệt hết. Cái điều này mình nói thì dễ, nhưng mà khi mà nó xảy ra cho mình thì mình thấy khó lắm. Thật ra mình phải chiêm nghiệm hàng ngày thường xuyên như vậy. Nhất là những ai có thân nhân cha mẹ già. Già yếu như chúng tôi bây giờ có bà cụ, mẹ của bà xã. Yếu lắm rồi, 80 mấy tuổi mà rất là yếu. Có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình thấy rõ ràng như vậy. Mình buồn thì buồn. Dĩ nhiên là ai cũng phải, cũng buồn hết. Nhưng mà cái điều đó không thể tránh được. Mình phải bình tâm. Bình tâm mình nhìn. Đó là cái bài học cho mình. Rồi ngay cả cơ thể của mình cũng vậy. Càng ngày càng yếu dần, yếu dần, yếu dần. Mình cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mình phải suy tư về vấn đề này. Không phải là để là mình bi quan. Nhưng mà mình sửa soạn. Để mấy được. Bình tĩnh chấp nhận, không có trốn thoát được, không có chạy trốn được. Sinh lão bệnh tử thấy rõ ràng như vậy. Đó là con người, để mình biết, để mình sử dụng cái thời giờ cho tốt. Trong cái thời giờ mà mình còn sống khỏe, còn sáng suốt, mình cố gắng sử dụng cho đúng. Này Anan, ta trước đây ta đã nói với ngươi, tất cả những gì yêu thích, hợp ý đều có bản chất chia lìa. Cái câu này rất là hay. Mình cái gì mình thích là không có giữ được. Có năm cái điều chúng phải quán ngữ hàng ngày. Mình những cái gì của mình, người mình thương yêu, những cái tài sản này nọ, cuối cùng cũng phải rũ bỏ đi hết, chứ không có dính mắc, không có mang theo được. Bởi vậy cho nên đừng quá buồn rầu. Ngươi nên biết rằng Như Lai chẳng bao lâu cũng sẽ ra đi. Ngay cả Đức Phật ngay lúc đó cũng nói với ngài Anan là không phải chỉ buồn về việc ngài Xá Lợi Phất ra đi thôi, ngay bản thân của ngài, ngài cũng sẽ ra đi một cái ngày nào đó, cũng như ngài, ngay chính Đức Phật cũng sẽ ra đi, không có giữ mãi được. Mình nhớ ra, nhiều khi mình nhìn lại, ngay cả Đức Phật, những đại đệ tử cũng là cái thân ngũ quẩn cũng ngừng hoạt động, huống chi mình, hoặc là huống chi những người thân của mình, những người chung quanh. Ra khi mình nghĩ như vậy rồi thì mình cố gắng sống tử tế, mình đối xử tử tế, ngay cả những cái người bạn bè láng giềng, người hàng xóm, người đồng nghiệp, người những cái đối tác buôn bán làm ăn, những nhiều khi họ tạo phiền não cho mình, nhưng mà mình nghĩ là ngày nào đó họ cũng có thể không, họ cũng có thể chết thôi, họ cũng ra đi thôi. Không biết được bất cứ lúc nào. Khi mà mình thấy được như vậy rồi, mình không có hận thù, không có giận lâu, nhiều khi mình cũng bực bội một chút rồi thôi. Mình trở lại mình sống tử tế, mình thương mà tất cả mọi người. Bởi vậy thầy nói, cho nên này Anan, hãy tự mình làm hòn đảo để nương tựa. Hãy lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa. Đừng lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, đừng nương tựa vào chỗ nào khác. Cái câu này là cái câu rất là phổ thông. Tự mình làm hòn đảo chính mình, hay tự mình thắp đuốc mà đi. Bởi vì cái chữ dipa nó có hai nghĩa. Cái nghĩa là hòn đảo, mà cũng có nghĩa là cái ngọn đèn. Để đôi khi có những kinh, những cái đoạn kinh nói rằng tự mình thắp đuốc mà đi, tức là lấy dipa. Và những cái đoạn kinh, đa số những đoạn kinh khác thì nói là tự mình làm hòn đảo. Giống như mình ở ngoài một cái, ở ngoài biển cả, sóng to gió lớn như vậy, tự nhiên mình
thấy được hòn đảo mình mừng lắm, mình chạy vào đó, mình ráng cố gắng bơi thuyền, chèo thuyền vào đó để trú ẩn. Tự mình làm hòn đảo cho chính mình, rồi cái mình cái nắm cái câu đó, rồi cái tự tự đắc là tự suy diễn thôi. Rồi chúng ta phải nhớ những cái đoạn tiếp là những cái đoạn quan trọng. Thế nào là hòn đảo, thế nào cái ngọn đèn, cái đó mới quan trọng chứ. Đức Phật nói rất rõ ràng, nhiều khi mình chỉ trích cái đoạn đầu thôi mà mình quên cái đoạn cuối, cái đoạn kế. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tự mình làm hòn đảo, tự mình nương tựa chính mình? Thế nào là lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa? Thế nào là không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa vào chỗ nào khác? Lấy pháp làm hòn đảo, làm nơi nương tựa. Nhưng mà pháp là gì? Nữa ra mình phải đọc, nghiên cứu cho kỹ chỗ này. Đức Phật khuyên chúng ta nên tự mình làm hòn đảo, không nương tựa chỗ khác. Lấy pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa chỗ khác. Nhưng mà hòn đảo là gì mà pháp là gì? Đức Phật có nói rõ ràng trong cái đoạn tiếp. Phật đáp: Đó là khi tỳ khưu sống quán niệm thân trên thân bên trong, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thân trên thân bên ngoài, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thân trên thân bên trong và bên ngoài, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Đó, thì cái đó mới là cái hòn đảo, đó mới là pháp. Tức là chúng ta phải có bốn pháp lập: niệm, thân, thọ, tâm, pháp. Quán thân, quán thọ, quán thân, quán pháp, bên trong, bên ngoài, bên trong lẫn bên ngoài. Mình phải có một sự nỗ lực ở trong đó, sự cố gắng tinh cần ở trong đó. Phải có niệm, có sự ghi nhận tỉnh thức, phải hiểu rõ đối tượng là tỉnh giác, và cuối cùng phải điều phục được mọi tham ưu trên đời. Đó là bốn cái yếu tố đó thành chánh niệm. Nếu các anh chị còn nhớ, chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần. Khi chúng ta phải có cái chánh niệm trên thân, thọ, tâm, pháp. Và cái chánh niệm đó muốn có là phải đầy đủ bốn phần tử. Đó là thứ nhất là phải có sự nỗ lực, sự tinh tấn, cố gắng ở trong đó, chứ không phải mà tự nhiên mà có được. Mình phải sự tu tập phải có nỗ lực ở trong đó. Điều thứ nhất. Thứ hai là phải có niệm. Trong chánh niệm là phải có niệm. Niệm đó là cái sự tỉnh thức, tỉnh giác, ghi nhận. Thứ ba là mình phải hiểu rõ đối tượng. Thứ tư là phải điều phục được tham và ưu. Chứ không có điều phục tham ưu được thì cũng chưa phải là chánh niệm. Khi chúng ta chánh niệm là phải có điều phục tham ưu. Chúng ta thường hay nói cái chuyện mà cái ví dụ con mèo rình chuột ở ngay chỗ này. Mình thấy con mèo nó có sự cố gắng, nó rình con chuột, nó có sự cố gắng ở trong đó, có tinh tấn, nó cũng có hiểu rõ đối tượng, nó cũng ghi nhận, nhưng mà nó có tham ưu, nó có lòng tham để mà nó giết con chuột, nó cắn con chuột, nó có lòng tham trong đó. Mình thử ra nó không có chánh niệm, nó có niệm mà nó chưa phải chánh niệm. Mà phải nhớ như vậy ha. Cũng như tin ăn trộm mà rình nhà, đứng ngoài sông cửa, đứng ngoài đường nó rình, khi nào chủ ngủ rồi nó đi vào, lẻn lẻn đi vào, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thì nó có cái cố gắng ở trong đó, nó cũng có sự tính thức, nó hiểu rõ đối tượng, cũng có ba cái chi đầu, nhưng mà nó không có, nó có lòng tham, tức là chưa có điều phục là tham ưu. Phải có cái hướng đi mình biết mình giữ chánh niệm để làm gì, để mà mình điều phục tham ưu. Nó không điều phục tham ưu cũng chưa phải chánh niệm. Thì là bây giờ nói về thân thì nói về thọ cũng vậy. Sống quán niệm thọ trên thọ, bên trong nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thọ trên thọ, bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thọ trên thọ, bên trong và bên ngoài nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm tâm trên tâm bên trong, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm tâm trên tâm bên ngoài, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm tâm trên tâm bên trong và bên ngoài, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm pháp trên pháp bên trong, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm pháp trên pháp bên ngoài, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm pháp
trên pháp bên trong và bên ngoài, nỗ lực tinh cần niệm và tỉnh giác điều phục tham ưu thế gian. Là mình thấy rõ ràng ha, thân thọ tâm pháp đều giống như nhau như vậy. Và cái bài kinh trong A Hàm này cũng không khác gì bài kinh trong kinh điển Nguyên Thủy Pali hết. Chúng ta thấy có từ đó mà chúng ta có cái lòng tin, chúng ta mới thấy là à, cả hai cái nguồn như vậy đều giống nhau, mặc dù đã cách xa nhau mấy ngàn năm, ngàn hơn một nghìn, hơn ngàn năm mà đi hai hướng khác nhau, từ Ấn Độ truyền về phương Bắc, tức là truyền về Trung Hoa, từ Ấn Độ truyền về phương Nam xuống đảo Sri Lanka, cách rồi từ đó là không có liên hệ với nhau, nhưng mà mình thấy tinh thần rất là giống nhau. Đó, những cái điểm chung này làm cho mình có điểm tin tưởng, thấy rõ ràng như vậy. Đó là những kinh điển nguyên thủy, mặc dầu là tông phái khác nhau, nhưng cái hướng đi vẫn giống nhau. Và chúng ta thấy nói về bốn pháp lập niệm, thân thọ tâm pháp bên trong, bên ngoài, bên trong lẫn bên ngoài. Rồi chúng ta bốn phần thử, tức là phải có tinh cần, phải có niệm, phải tỉnh giác, phải chế ngự tham ưu, thì mới là chánh niệm. Thấy rõ như vậy. Này A Nan, đó gọi là tự mình làm hòn đảo, tự mình nương tựa chính mình. Lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm chỗ nương tựa, không lấy chỗ khác làm hòn đảo, không nương tựa vào chỗ nào khác. Phật dạy kinh này xong, các tỳ khưu sau khi nghe những gì bậc đại Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. Hiểu cái chữ sau khi nghe, sau nghe, sau khi nghe. Đó, thì mình thấy rõ ràng như vậy. Khi mà nói là Đức Phật dạy chúng ta là phải tự mình làm hòn đảo, làm nơi nương tựa chính mình, lấy pháp là hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa, không lấy cái gì khác. Thì cái đó là bốn pháp lập niệm. Chứ không có cái gì khác, không thể nào. Ra chúng ta nhớ Đức Phật dạy rõ ràng. Nhiều khi chúng ta chỉ trích có một câu mà quên đi những câu kể. Theo ý của chúng tôi là phải, nó quan trọng lắm. Chúng ta phải lấy bốn pháp lập niệm hay là tứ niệm xứ làm nơi nương tựa, làm cái hòn đảo, chứ không lấy chỗ nào khác, không nương tựa chỗ nào khác. Mình thấy nó rõ ràng ở chỗ này ha. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đọc tiếp cái phần thảo luận, các anh chị nghe rõ chứ ha. Sự tương phản giữa thái độ bình tĩnh của Sa Di Chunda sắp xếp mọi công việc sau cái chết của người anh cũng là vị giáo thọ của mình, và thái độ xáo trộn tâm trí của Ngài Ananda khi được tin về cái chết ấy, phản ánh mức độ tiến bộ khác nhau trên con đường tu tập. Mặc dù tuổi còn trẻ, Sa Di Chunda đã đạt đến cấp độ hoàn toàn giác ngộ, tức là A-la-hán. Trong khi Ngài Ananda vẫn còn là một vị hữu học tức là ba cái cấp bậc đầu kia vẫn còn phải tu tập tiếp. Trong thuật ngữ giải phận gọi là hữu học, là bậc dự lưu, nhất lai và bất lai là hữu học, vẫn còn phải học nữa. Rồi bậc A-la-hán là bậc vô học. Chúng ta nhớ chữ vô học ở chỗ này. Vô học không có nghĩa là cái người là ngu si. Vô học có nghĩa là không cần phải học nữa. Đó, trong đó là cái luật thuật ngữ của nhà Phật. Còn mình á, những người mà Phật bậc bên ngoài chưa có nhập vào đồng thánh thì gọi là vô văn phàm phu. Rồi những người phàm mà chưa được nghe nhiều, vô văn phàm phu. Nó là những cái chữ thuật ngữ ở trong Phật giáo mà chúng ta cần phải làm quen. Một vị hữu học, mặc dù đã ghi nhớ rất nhiều lời Phật dạy, tức là Ngài Ananda, Ngài nhớ dai lắm, nhớ rõ, Ngài đủ thứ hết, nhưng mà Ngài vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ tất cả mọi lậu hoặc. Chúng ta cũng nhớ ra, điều đó chúng ta cũng phải áp dụng ngay bây giờ, mặc dù mình cần phải học, đọc nhiều kinh sách, đọc nhiều sách, đọc nhiều kinh điển này nọ, mình hiểu được nhiều, nhưng mà đừng có vì thế mà mình ngã mạn, là mình tự kiêu, mình cho rằng đủ là chưa đủ. Ngay cả Ngài Ananda, Ngài nhớ hết những gì Phật dạy, gọi là thị giả của Ngài Phật dạy, của Đức Phật nữa. Nhưng mà tới khi Đức Phật nhập diệt rồi, Ngài vẫn chưa đắc được cái quả cuối cùng. Ngài vẫn còn là bậc dự lưu. Cho đến 3 tháng sau, khi mà cái đêm cuối cùng trước cái buổi kết tập kinh điển là thứ nhất, thì Ngài đi tới đi lui, tôi cuối cùng đi hành thiền kinh hành rồi, Ngài mệt mỏi, Ngài ngã lưng nằm xuống nghỉ, thì khi đầu chưa chạm xuống gối, thì lúc đó Ngài mới đắc quả A-la-hán. Ngài đắc quả A-la-hán rất là lạ lùng. Không phải ở tư thế đi, mà cũng không phải ở tư thế ngồi, mà cũng không phải ở tư thế nằm.
Khi Ngài ngồi xuống rồi á, thì Ngài đặt cái lưng xuống, cái đầu chưa chạm gối là Ngài đắc quả A-la-hán. À, Ngài đặt tư thế. Và mình thấy cũng lạ lùng, nhưng mà cái điều đó để cho mình thấy rằng mặc dù là Ngài là tỷ giả của Đức Phật trong 20 năm cuối cùng trước khi Đức Phật nhập diệt, nhưng mà Ngài vẫn chưa có đắc được, chưa quả A-la-hán. Nó cũng tùy theo cái cảnh ngộ cũng như phước duyên của mỗi người. Nhưng mà cái điều cần là chúng ta phải có nỗ lực ở trong đó. Tiếp theo đó, khi bàn về sự mệnh chung của Ngài Sariputta, Đức Phật đề cập đến sự phân chia các khía cạnh của con đường giải thoát xoay quanh năm tập hợp hay là năm uẩn. Từ đó sử dụng thuật ngữ tương tự như sự phân tích cơ bản của kinh nghiệm cá nhân thành sắc thọ tưởng hành thức như là năm uẩn để chấp thủ, đã được thảo luận trong chương 2. Trong khi chấp thủ và năm uẩn này cản trở sự giác ngộ, năm uẩn của sự giải thoát được đề cập trong cuộc đối thoại của bài kinh là những gì đưa đến sự giác ngộ và phản ánh sự thành công. À, thì ra mình đây có ngài muốn nói là ở trong Phật giáo có hai cái loại uẩn. À, một cái loại nói về cái thân xác của mình là mình thường chấp thủ vào đó, dính mắc vào đó. Ngay trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật có đưa ra, đó là sắc thọ tưởng hành thức, là năm cái uẩn đó mà mình hay làm quen. Nhưng mà đồng thời cũng có một vài bài kinh khác, chẳng hạn như trong bài kinh này nói về năm cái uẩn, năm về pháp mà chúng ta cần phải thực hiện, tức là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Năm uẩn này thì ít có phổ thông hơn chúng ta, nhưng mà chúng ta cần nhớ. Thường chúng ta nhớ là năm cái loại hương nhiều hơn, ha. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Nhưng mà trong cái tinh thần của bài kinh ở đây thì nói về đó là năm cái tập hợp, năm cái nhóm mà mình cần phải học, gọi là năm uẩn. Ba uẩn đầu tiên tương ưng với ba sự quân tập tam vô lậu học đã được đề cập trong chương 8. Hai uẩn còn lại có liên quan đến việc hoàn tất sự quân tập đó. Toàn bộ năm uẩn này là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Là cái tri kiến về giải thoát, chứ không phải là giải thoát khỏi tri kiến. Đó là cái chữ của Hán Việt đôi khi mình hay nhầm lẫn. Ở đây có nghĩa là mình phải biết rõ cái tri kiến, biết và thấy rõ về cái sự giải thoát, giải thoát. Bài kinh Tạp Á Hàm được trích dịch ở đây cũng đề cập đến một khía cạnh khác của giáo lý mà Ngài Sariputta không đem theo khi mệnh chung, mặc dù điều này không được tìm thấy trong bài kinh tương đương của Chăn Tăng Chi Bộ. Trong Tăng Chi Bộ thì cũng có nói về việc Ngài Ananda mệnh chung, và cũng có nói về tứ niệm xứ, bốn pháp lập niệm, thân thọ tâm pháp, nhưng mà không nói về 37 cái phần bồ đề, tức là năm bảy cái nhóm giải thoát này. Chỉ trong cái bài kinh A Hàm mới nói thôi. Khía cạnh giảng dạy này là 37 phẩm chất và thực hành để đưa đến giác ngộ: bốn pháp lập niệm, bốn chánh cận, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy chi phần giác ngộ và đường thánh tám chi, cộng lại thành 37. Trong những bài kinh thì chỉ liệt kê 7 nhóm như vậy thôi, chứ không có nói về 37. Theo cách này, bài kinh trong Tạp Á Hàm làm rõ thêm quan điểm đưa ra trong cả hai bài kinh có liên quan đến năm uẩn giải thoát. Đó là sự mệnh chung của Ngài Sariputta không đưa đến sự mất mát hay thiệt hại nào cho các khía cạnh của con đường giải thoát, và không ảnh hưởng gì đến những phẩm chất và sự thực hành để hành giả làm chủ tâm ý và cuối cùng đưa đến giác ngộ. Đó. Thì cái ý của cái bài kinh này nó có nhiều cái ý. Một trong những ý tưởng chính là một khi có một vị thầy hay là một vị cao tăng, một vị đại giảng sư, đại pháp sư qua đời mệnh chung rồi, thì mặc dù mình thương mến thì mình buồn rầu nhưng mà tiếc, nhưng mà cũng không nên để mà buồn rầu tiếc thương lâu, chỉ chút rồi thôi, bởi vì mình nhớ những cái gì cái vị ấy để lại mới quan trọng, và cái đó không có mất đi. Những pháp hành, những cái bài giảng, những cái gương các vị đã thực hiện vẫn còn đó, không có mất đi, và mình phải dựa vào cái đó. Mình nhớ, khi mình nhớ lại cái vị đó, nhớ ơn, thì mình nhớ vào những cái bài giảng, những cái lời trình bày để mình tu tập theo những cái đó, thì cái đó thì mới là quan trọng, vẫn còn đó cho mình tu tập chứ không có mất đi. Cái ý này vậy. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mất đi rồi thì Anan tới báo Đức Phật xong có vẻ buồn rầu khóc lóc, thì Đức Phật khuyên cái đó, mà mình thấy rất là hợp lý, và vẫn còn chúng ta vẫn có thể áp dụng cho ngay cả trong thời đại bây giờ.
Các giờ nhiều người than rằng Đức Phật không còn nữa, không thể tu tập được nữa này kia. Hoặc đôi khi mình có vị thầy, mình tôn kính một cái vị thầy nào đó, mình vị thầy đó lớn già yếu rồi cũng phải qua đời thôi. À, chúng ta thấy rõ như vậy. À, thì mình cũng chấp nhận cái đó là cái có sinh là có diệt. Đức Phật nói rất rõ trong bài kinh. Nhưng mà cái pháp của cái vị ấy để lại, cái gương để lại, những cái lời giảng mà để lại vẫn còn đó để cho mình tu tập, không có mất đi được. Và cái đó mới là cái quan trọng. À, vẫn còn cái quan trọng. Ngoài việc trình bày sự tương phản giữa thái độ của một người hoàn toàn giác ngộ với Sajjichunda và vị hữu học Ananda về sự ra đi của ngài Sariputta, tức là mình thấy rõ cái vị sa di, mặc dù mới là sa di thôi, còn trẻ, nhưng mà bình tĩnh, bởi vì ông đắc được cái quả A-la-hán, trong khi ngài Ananda vẫn còn quả dự lưu, thì vẫn còn buồn, buồn khổ. Bài kinh còn trình bày một phương cách đối phó với sự buồn khổ, ví sự tự lực qua hình ảnh của một hòn đảo. Đó, thì mình thấy mặc dù mình khi mình tương tự ông thầy, rồi ông thầy mất đi, rồi mình thấy mình mất đi cái sự nương tựa đó. Thì Đức Phật chỉ nghe cái tâm lý đó, mà cái điều đó cũng phải áp dụng cho bây giờ thôi. Bởi vì bây giờ mình đôi khi mình có những vị thầy chỉ dạy cho mình, thầy bổn sư này nọ, thầy cũng già, thầy cũng một ngày đó thầy qua đời thôi. Nhưng mà mình không có mất mát. Những cái gì thầy để lại, những lời giảng đó mình đi theo cái đó mình thực hành, thì thầy vẫn còn đó thôi. Còn đó qua những cái lời giảng của thầy. Trở nên tự lực và chỉ nương tựa vào giáo pháp là điều phải biết tu tập bốn pháp lập niệm. À, chỗ này nó quan trọng. Tự mình làm hòn đảo, chính mình lấy pháp là nó nương tựa. Nhưng mà nó cái nào là hòn đảo, cái nào là pháp. À, từ đó mà nếu mình không có nắm được cái bài kinh đó, thì mình đưa ra những cái suy diễn nó không có đúng. À, mình lấy cái này làm pháp, cái kia làm pháp không đúng như vậy. Đức Phật nói rất rõ ràng là bốn pháp lập niệm, tứ niệm xứ là hòn đảo, là pháp để mình nương tựa. Thân thọ tâm pháp phải quán niệm vào đó. Thì đó là nơi nương tựa của mình. Đây là phương cách trở thành một hòn đảo, là nơi nương tựa cho chính mình và đồng thời lấy pháp làm nơi nương tựa. Cụ thể là thông qua thực hành chánh niệm. Chánh niệm giúp ta hiểu rõ thật sự những gì xảy ra bên trong và chung quanh ta, tức là bên trong và bên ngoài. Và cũng giúp ta hiểu biết điều này có liên quan đến giáo pháp như thế nào. Nên ra mình nhớ mình phải có chánh niệm trên thân thọ tâm pháp, mà chánh niệm là phải đầy đủ bốn phần tử và có cái nỗ lực, cái sự tinh cần cố gắng ở trong đó. Thứ hai là phải có niệm, tức là mình phải ghi nhận rõ ràng và tỉnh thức. Thứ ba là phải hiểu rõ ràng đối tượng đó, tỉnh giác. Và thứ tư là phải điều phục tham ưu trên đời, phải điều phục cái tham và cái ưu. Đầy đủ bốn yếu tố đó thì mới là chánh niệm. Chúng ta nhớ như vậy. Và mình có cái chánh niệm vào bên trong của mình và chánh niệm đối với những cái gì chung quanh mình, tức là bên ngoài, và cái sự liên quan giữa bên trong và bên ngoài, tức là bên trong lẫn bên ngoài, phải đầy đủ như vậy. Trong trường hợp trải qua đau buồn vì cái chết của một người thân yêu, một khía cạnh chính yếu trong các lời dạy của Đức Phật là phải được quán niệm thường xuyên và là đặc tướng vô thường, thay đổi lúc nào liên tục. Phải luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống kết thúc bằng cái chết, hoặc là cái gì sinh ra đều có bản chất bị hoại diệt. Nhờ đó, cảm xúc bất mát người thân, cảm xúc về một sự bất công nào đó xảy ra cho mình sẽ từ từ tan biến, và chính cái chết đó có thể biến đổi từ một dịp đau buồn thành một cơ hội để phát triển tuệ quán. Thì mình thấy nó rất là quan trọng, nhất là những người lớn tuổi như chúng tôi, bây giờ gần 70 rồi. Bạn bè mình lần lượt ra đi, cả năm hôm qua có mình thấy thông tin bạn bè lần lượt ra đi rất nhiều. Rồi những gì mà những người mà chúng tôi quen biết ở tại thành phố này, khi chúng tôi qua đây khoảng 40 năm trước tới bây giờ, thì những cái vị đó cũng hoặc bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn mình. Mỗi lần mình đi đám tang của ai đó mình gặp lại, mình thấy người nào cũng đi lụng cụm hết rồi, già hết rồi. Rồi cái tin tức người này người kia hoặc là bệnh nặng hoặc là chết, thấy rõ ràng như vậy. Rồi một ngày đòi nào đó cũng tới mình thôi. Mình thấy có sinh là có diệt, sinh lão bệnh tử. Mình đã sinh ra rồi thì sẽ đưa đến cái bệnh, không bệnh này bệnh kia. Bây giờ ngồi như vậy chắc trong người mình cũng đau nhức đủ thứ hết trơn.
rồi cái già đi, không có tránh được, phải chấp nhận cái đó, phải vui vẻ chấp nhận. Nhiều nghi nhiều người ngại không muốn nói, sợ lắm, sợ người ta nói mình già. Nên thật sự là cái đó đâu có gì đâu sợ, nó cái tự nhiên thôi. Rồi cái tới chết phải sửa soạn, thấy rõ. Và như vậy là mình cái thời gian mình còn lại nó quý giá lắm. Mình sống được ngày nào là mình thấy quý ngày đó. Cố gắng, mình không có để thì giờ hoang phí hoài công sức của mình, không có để ý những cái chuyện gì. Tâm mình hay chạy theo những cái chuyện bên ngoài đó, những chuyện thời sự, chuyện này chuyện kia, chuyện trong nước rồi không hết, rồi chạy ra chuyện bên bên chỗ này chỗ kia, chỗ ở bên đông thì nói chuyện bên tây, ở bên tây nói chuyện bên đông, như vậy mình thấy kích thích, quên đi cái sự thật trước mắt, mình nhìn cái chuyện xa vời. Nhưng mà để làm gì, nó nằm cái ngoài ngoài cái tầm tay của mình, mình không có làm gì được hết. Những chẳng hạn như mình ở bên Úc này mà chuyện gì xảy ra bên Mỹ hay là bên Tàu đó, mình không có làm gì. Ở Hồng Kông này kia là chuyện bầu cử ở bên Mỹ hay là những cái chuyện này nọ bên Pháp này nọ, nó xa vời lắm. Ngay cả ngay xứ Úc mình cũng không biết hết. Nhiều khi chúng tôi nói với bà xã vậy rồi, không cần phải để ý, mình chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà đừng quan tâm nhiều lắm. Mình trở về cái chuyện xảy ra trước mắt mình, trong cái gia đình mình như thế nào, rồi chung quanh cha mẹ bà con anh em này nọ sống như thế nào, mình đối xử như thế nào, cái điều đó quan trọng. Mình có thể đóng góp, mình làm từ thiện như thế nào, mình tu tập như thế nào, mình bố thí như thế nào, cúng dường như thế nào, cái tâm mình có rộng mở hay không. Rồi khi mà mình thấy rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, rồi mình không còn dính mắc gì nhiều nữa, không còn lo nữa. Hoặc là mình thấy người thân chung quanh rồi cũng phải đi thôi, mà chấp nhận như vậy. Hoặc là như chúng tôi có nói, nhiều khi mình đi làm ăn buôn bán hay là mình tiếp xúc trong một cái cộng đồng này nọ, thì có nhiều người có nhiều cái tánh khí khác nhau, hoặc là họ có những cái hoàn cảnh khác nhau, có nhiều khi họ có những thái độ này thái độ kia, rồi nó đụng chạm với mình thì mình cũng buồn, cũng bực chút xíu, nhưng mà rồi mà thôi, mình nghĩ là cái người đó cũng có thể ngày mai họ chết, một ngày đó họ cũng chết, mình không có chấp nữa, không dính mắc. Mình sống mình tự nhiên, mình thấy nó nhẹ nhàng và tử tế. Ra cái điều đó được rất là quan trọng. Chúng tôi xin trở lại đọc tiếp. Khi hành giả trở thành một hòn đảo bằng cách dựa vào pháp theo cách này, hành giả sẽ trở thành một nguồn hỗ trợ thực sự cho những người khác khi họ bị tác động về cái chết của những người thân yêu. Chánh niệm chính xác tạo điều kiện để mở rộng con tim của hành giả trước nỗi đau buồn của người khác, nhưng không sầu khổ cùng với họ. Chỉ đơn giản là ghi nhận nỗi buồn của họ trong không gian rộng mở của tâm ý mà không có những phát xét hay phản ứng. Đó, cái điều đó quan trọng. Thật ra nhiều khi mình nói là mình không có sống phải như vậy là mình ích kỷ đâu. Khi mà cái tâm mình nó vững vàng, mình thấy rõ vấn đề rồi, mình có thể đem lại cái nguồn an vui cho người khác được. Mình thông cảm với người khác. Rồi mình thấy rõ được là mình biết tại sao những người chung quanh họ buồn này kia, nhưng mà mình có những cái lời khuyên đúng. Và họ thấy được cái gương của mình, họ cũng học được cho từ mình đó. Nên là cái điều đó quan trọng. Do đó, công cụ đơn giản của chánh niệm là cung cấp một trung đạo tiếp cận, tránh hai phản ứng cực đoan khi đối mặt với sầu khổ. Thứ nhất là tìm quên, trốn tránh vào các thú vui, có thể là gợi cảm, hoặc đắm mình trong u sầu đau khổ. Đó là hai cái cực đoan. Khi mình không có muốn nhớ, khi mình không muốn nghĩ tới đó là mình bắt đầu đi nhậu nhẹt, hoặc là đi chơi chỗ này chỗ kia, tìm vui chỗ này chỗ kia để tạm thời mình quên thôi, nhưng rồi nó cũng trở về thực tế thôi. Hoặc là mình cứ kích thích mình muốn sầu khổ này nọ, bởi vì cái sầu cái khổ cái buồn nó là những chuyện rất là kích thích. Mặc dù mình nói mình không thích, mình không muốn mình khổ, nhưng mà mình thích tìm cái khổ, thích tìm cái đau. Chẳng hạn như mình thấy đơn giản nhất là khi mình lựa những phim, những loại phim và những cuốn sách mình coi, những cuốn sách nào hoặc những phim nào mà có những cảnh khổ khóc than này nọ là mình thích, chứ còn những cái chuyện khích, những cái phim nào mà nó lúc nào cũng vui tươi, cuộc đời suôn sẻ rồi mình không có thích, không có thích xem. Mình thích xem những cái gì kích thích, hoặc là mình mở tờ báo, hoặc là mình lên mạng những cái trang thông tin, mình tìm những cái tin nào, những tin buồn, những tin giận, những cái tin chém nhau rồi gây đổ tranh đấu này nọ, mình đọc những cái tin đó. Mình thấy nó kích thích rồi, mình thích đọc, hứng thú. Trong khi những cái bản tin mà xây dựng tích cực này nọ,
À, mình không có thích đọc, mình chỉ là liếc sơ qua thôi. À, là cái tâm ý, cái tâm lý chung của con người là vậy. Muốn tìm an vui nhưng mà muốn an vui nhưng mà thích tìm những chỗ kích thích. À, phải phải canh chừng cái tâm ý của mình. Thay vào đó, hành giả trở thành một hòn đảo cho chính mình và cho người khác bằng cách tỉnh thức đối diện. Lời khuyên mạnh mẽ của Đức Phật để trở thành một hòn đảo cho chính mình đưa tôi, tức là Tỳ Khưu Analayo, trở lại chủ đề chánh niệm và bốn pháp lập niệm. Mình nói rõ ràng, ngài tư ngài Analayo lúc nào ngài cũng nhấn mạnh ở chỗ này, bởi vì chúng ta nhớ là khi ngài còn trẻ, khi ngài qua Sri Lanka rồi ngài tu học bên đó, rồi ngài ghi danh học tiến sĩ, thì cái luận án tiến sĩ của ngài là nói về cái bài kinh lập niệm hay là tứ niệm xứ. Ngài phân tích rất là chi tiết và cái luận án đó được dịch ra nhiều thứ tiếng, ngay cả tiếng Việt nữa, và được in thành sách phổ biến khắp nơi. Chánh niệm và bốn pháp lập niệm được đề cập trong các bài kinh khi đối mặt với bệnh tật hoặc đau đớn. Dù là bệnh tật của cơ thể và bất an trong tâm qua các nỗi ưu sầu buồn khổ, tiềm năng của chánh niệm là một chủ đề được nêu ra thường xuyên trong lời giảng dạy được ghi trong các bài kinh của Phật giáo sơ kỳ. Chúng ta thấy Đức Phật giảng tới giảng luôn nhấn mạnh vấn đề này. Là bây giờ hãy dùng là tỉnh thức hay là chánh niệm này kia, phải rõ ràng như vậy. Thì đó là xong như là cái phần chúng tôi trình bày ngày hôm nay. Bây giờ thì cũng còn sớm, nhưng mà thôi, chúng ta cũng tùy duyên. Có khi thì chúng ta trễ, có khi chúng ta kết thúc sớm một chút. Không biết là trong room có những cái thắc mắc nào hay không, hoặc là các anh chị nào có những cái đề nghị nào và muốn đóng góp thêm, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa. Còn nếu không thì chúng ta xin phép được chấm dứt ở đây. Dạ, thôi để chúng ta chấm dứt đi ha. Để một số anh chị ở Việt Nam còn phải sửa soạn đi làm. Thì như thường lệ thì chúng ta xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo hầu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và chú ý anh chị đạo hữu. Cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác đã lắng tâm thanh tịnh theo dõi những gì chúng tôi nói chuyện suốt gần 70-80 phút vừa qua. Trong thời gian trình bày, nếu chúng tôi có gì sơ sót thì cũng mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Samayam bhagava savatthiyam viharati cetavane anatha pindika saharame adako anyatara devata abhikantaya rathiya abhikanta vanna kevalaka pandetavanam om bhasetu vayena bhagavate.